những cái clip mà các bạn xem trên kênh của Đức ấy, những cái tip, những cái clip viral ấy, ví dụ như là những cái tư duy là ngày nắng không đăng hỏi, ngày mưa đừng mượn ô này, hay là tư duy I want này, hay là tư duy ông chủ này, hay là đừng khuyên người khác này, tất cả các đấy các bạn thấy nó ngắn, thấy nó hay như thế, nhưng mà để đổi ra một cái clip ngắn, một clip hay như thế, có khi là phải học mất một khóa học mấy trăm triệu thì đúc rút lại một cái tư duy như thế. Cái tư duy đầu tiên ấy, thì nó là My Room, My Room. Tức là khi mà bạn làm với TikTok ấy, bạn chơi với nền tảng ấy, thì bạn bắt buộc bạn phải hiểu luật chơi của nó. Còn không hiểu luật chơi là mình không thể nào mà kiếm được tiền từ nền tảng đâu các bạn. Nên là cái đầu tiên là phải hiểu về nền tảng. Đầu tiên là tôn trọng luật chơi nhá, tôn trọng luật chơi của nền tảng. Rồi cái tư duy thứ hai, đấy là cái tư duy mà bạn phải am hiểu về nền tảng. Tức là họ đã làm được cái gì, họ đang làm gì, họ đã làm gì, và sắp tới là họ muốn làm gì. Thì cái sự khác biệt của TikTok so với các nền tảng khác nó như nào? Bây giờ chúng ta có những cái nền tảng, ví dụ như là có Facebook này đúng không các bạn, có Instagram này, có YouTube này, đấy là những cái nền tảng mà bây giờ người ta đang dùng phổ biến này, có Zalo này, có Shopee này cũng đang bán hàng này. Thì Facebook nó à, thì TikTok nó hơn gì những cái nền tảng kia? Cái đầu tiên ấy, cái cốt lõi đấy là video ngắn. Video ngắn thì tức là người xem người ta tiếp cận được thông tin rất là nhanh. Đấy, bạn nào mà đã từng làm video ngắn rồi thì hiểu là mình phải chọn cái đoạn hay nhất của cái nội dung mình định nói thì mình nói mới có người nghe, đúng các bạn? Còn nếu như mà mình cứ nói nó dài lê thê thì sẽ không có nhiều lượt view. Thì đấy, cái cốt lõi là video ngắn. Đấy, nhưng mà video ngắn lại kết hợp thêm nhạc thì tức là nó tác động được đến rất là nhiều giác quan của con người. Cái khác biệt nữa, đấy là khi mà người ta bán hàng ở trên TikTok ấy, thì nó lợi thế một cái này. Các bạn không biết các bạn có để ý không, nhưng mà người mua hàng trên TikTok ấy, thì cái thao tác là đơn giản nhất trong tất cả các nền tảng. Facebook thì bị một cái là bây giờ là nếu như mà muốn bán hàng thì phải là comment vào page, đúng không? Sau đó thì từ page thì các bạn lại lấy số điện thoại ra, từ inbox các bạn lấy số điện thoại ra, các bạn gọi, tức là nó mất cái công đoạn dịch chuyển. Đấy, còn TikTok ấy, là bấm cái là khách tự mua luôn. Tức là cái quá trình thao tác của khách hàng ấy, nó rất là đơn giản. Nên là dẫn đến cái hành vi mua hàng, hành động mua hàng của khách hàng nó rất là dễ dàng. Đấy là cái lợi thế hơn so với các nền tảng. Cái nữa, tức là chúng ta so sánh TikTok với cả Shopee chẳng hạn. Thì Shopee thì cái việc mua hàng nó cũng dễ, nhưng mà Shopee thì lại bị một cái, đấy là họ không có đám đông. Họ phải bỏ tiền ra để truyền thông, để kéo đám đông về. Họ phải bỏ ra những cái chương trình khuyến mại để người ta lên nền tảng người ta xem. Đấy, còn TikTok thì bản thân nó là đám đông sẵn rồi. Thì TikTok nó khác biệt, nó chính là cái sự kết hợp của cả Facebook, của cả Shopee. Tức là như bên Facebook là có sẵn đám đông, nhưng mà công cụ bán hàng lại không tốt. Còn Shopee thì cái quy trình mua hàng của khách hàng tốt, đấy, nhưng lại không có đám đông. Thì thằng TikTok là thằng mà nó có cả hai cái đó. Đấy, nên đấy là vì lý do vì sao mà thời gian gần đây các bạn sẽ nghe thấy nhắc rất nhiều tới việc là bán hàng trên TikTok. Và TikTok là một cái nền tảng mà đang được nhiều người dùng, đang được nhiều người mua bán trao đổi trên này. Và một cái câu chuyện chia sẻ với các bạn nữa, đấy là hôm vừa rồi Đức có sang Trung Quốc, cái việc live stream bán hàng trên TikTok ấy, nó đã thay đổi rất là nhiều cái công việc kinh doanh những cái thương nhân ở Trung Quốc. Ví dụ một khu chợ cách đây tầm khoảng 3 năm bán toàn hàng buôn, lúc nào cũng rất là tấp nập. Thì đến bây giờ sau 3 năm, vừa dính đại dịch Covid, vừa là nền tảng TikTok nó phát triển, thì cái khu chợ đấy bây giờ đã nghỉ mất khoảng 80% các nhà buôn, chỉ còn lại 20% thôi. Người ta bán toàn bộ ở trên live stream hết. Mà bây giờ các bạn sang Trung Quốc ấy, thì sẽ thấy là hầu như các cửa hàng lớn nha, các thương hiệu nha, nó có cái vị trí để live stream ngay tại cửa hàng luôn. Việt Nam mình thì mình thi thoảng mình mới thấy có người bán live stream thôi, đúng các bạn? Ở thi thoảng là ví dụ như không bán ở cửa hàng thì thôi về nhà mới bán live stream. Còn ở Trung Quốc là kể cả ở nhà bán live stream, ở cửa hàng bán live stream, khu chợ live stream, nhà nào cũng có live stream hết. Mà live stream rất là bài bản luôn. Đấy, thì đấy nó là một cái xu hướng, một cái xu thế. Thì đấy, nói qua để các bạn biết là TikTok là một cái nền tảng như nào và sắp tới tương lai nó là gì. Và các bạn nhìn thấy là thường ấy là Trung Quốc họ sẽ đi trước mình 1, 2, 3 năm. Đấy, nên nếu như mà có cái gì nó phát triển ở bên Trung Quốc ấy, thì 1, 2, 3 năm tới thì nó sẽ du nhập về Việt Nam. Tức là mang cái sản phẩm ở nơi phổ biến về cái nơi chưa phổ biến. Thì bên Trung Quốc ấy là cái việc mà bán live stream nó rất là phổ biến rồi. Còn Việt Nam đợt vừa rồi các bạn mới thấy là có một vài chiến thần lên bán đấy, đúng không? Bắt đầu là manh nha. Bắt đầu là có kiểu là live stream để bán từ xưởng sản xuất đến người tiêu dùng. Nhưng mà thời gian tới các bạn sẽ thấy là nó còn nhiều hơn rất là nhiều. Thế cho nên là việc của chúng ta ấy là chúng ta phải nhìn nhận được cái xu hướng của thị trường.
Thế thì chuẩn bị cho cái làn sóng mà những cái KOL, những cái người nổi tiếng ấy sẽ bán trực tiếp từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng đi. Thì những bạn bây giờ mà đang làm phân phối ấy, đang ở cái khâu trung gian ấy, đang là đại lý cấp 1, cấp 2 ấy, thì các bạn phải để ý để mình thay đổi cuộc chơi, hoặc là mình là người sản xuất, hoặc là mình là trở thành thành KOL, KOC, trở thành người có kênh. Thì đấy là hiểu về nền tảng nhé. Một cái tiếp theo nữa là chúng ta cần phải hiểu cái sứ mệnh của nền tảng. Sứ mệnh của nền tảng TikTok. Các bạn chơi nó, các bạn làm nó, các bạn dùng nó, các bạn đã bao giờ đọc về cái sứ mệnh của nó chưa? Sứ mệnh là cái gì các bạn? Nó giống như là kiểu là một cái mục tiêu lớn mà nó sẽ hướng đến ấy. Và đấy chính là cái đích. Thì mình biết được cái đích của nó thì mình sẽ hình dung được con đường nó đi. Mình sẽ biết là nó sẽ ra được những cái chính sách gì, những cái điều khoản gì. Thì các bạn đã bao giờ đọc về sứ mệnh của TikTok chưa? Sứ mệnh của TikTok nhá, nó là điểm đến hàng đầu cho những video ngắn. Cái thứ hai là truyền cảm hứng và sáng tạo. Thứ ba là mang lại niềm vui. Thì các bạn nhớ cái sứ mệnh của nền tảng nó như thế. Tức là như nào? Điểm đến hàng đầu cho các video ngắn trên di động. Các bạn nghe câu này thì các bạn hiểu rằng nếu như mà chúng ta làm video dài ấy, thì vẫn có khả năng nó lên đúng không? Nhưng mà rõ ràng là video ngắn sẽ được ưu tiên hơn. Đấy, đọc sứ mệnh, đọc chính sách nền tảng thì hiểu là như thế. Mà nó sẽ ưu tiên để dùng ở trên di động hơn là dùng ở trên PC, trên máy tính bảng. Tiếp theo nữa là truyền cảm hứng và sáng tạo. Nên nếu như những cái nội dung của bạn mà nó gây hoang mang cho người dùng, gây lo sợ, nó không truyền cảm hứng ấy, thì nó cũng bị hạn chế. Đấy, nó sẽ thích những cái video nào mà các bạn sáng tạo, các bạn mà tạo cái động lực, tạo cái cảm hứng cho người khác. Đấy nên là hãy hướng tới những cái nội dung tích cực, hãy chia sẻ những cái nội dung tích cực, hãy lan tỏa những cái nội dung tích cực, và đặc biệt là mang lại niềm vui. Cái thứ ba đấy là khi mà các bạn xây kênh ấy, thì các bạn phải xác định được cái mục tiêu xây kênh, xác định được mục tiêu xây kênh nha. Mà muốn xác định mục tiêu ấy thì đấy, thì khi xây kênh TikTok ấy, bạn hãy xác định xem là bạn định kiếm bao nhiêu tiền một tháng từ cái kênh này. Nếu như bạn muốn là kiếm 5-3 triệu thì cách làm nó khác. Bạn muốn kiếm 30-50 triệu cách làm khác, muốn kiếm 300-500 triệu cách làm khác, muốn kiếm 3 tỷ cách làm khác. Nên có mục tiêu thì tất cả những cái hành động về sau của chúng ta ấy, thì nó sẽ xoay quanh mục tiêu. Nên việc đầu tiên là xác định mục tiêu. Có cái câu chuyện rất là buồn cười như này các bạn ạ. Có một ông anh, ông anh nói chuyện với Đức. Ông bảo xem kênh của anh làm này, em có gì chỉ cho anh ấy. Thì mình xem kênh của ông ấy thì ông ấy làm tầm khoảng hơn một năm, up lên chắc tầm khoảng hơn 100 video, nhưng mà nó chưa được 1.000 follow các bạn. Là một năm hơn 100 video mà chưa được 1.000 follow. Thì Đức mới bảo là cái như này thì anh phải tập trung, anh phải học hành, rồi anh phải tham dự các lớp học đi, rồi em chỉ thêm cho. Thì xong ông lại bảo mình, ôi anh làm cho vui ấy mà. Tức là có cái xu hướng bao biện đấy các bạn. Làm cho vui cái gì mà bây giờ bỏ ra đến cả hơn một năm rồi, đấy, up hơn 100 clip mà bây giờ không lên lại bảo làm cho vui. Nên là chúng ta phải rõ ràng cái mục tiêu xây kênh nhá, không phải làm cho vui. Đã làm là nó phải lên, đã bỏ thời gian ra nó phải ra kết quả. Đấy, up bây giờ mình làm một clip, cả quay, cả dựng, cả nghĩ ý tưởng, nó phải mất tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Mà up lên không có người xem thì các bạn thấy có vui không? Rõ ràng là không vui rồi đúng không? Đấy nên là phải có cái mục tiêu, nó phải xác định rõ ràng. Đừng có bao biện, đừng có bảo là ôi em làm cho vui, em làm nghiệp dư mà. Nghiệp dư thôi, tốt nhất là thôi không làm, đừng làm nữa. Mất công. Làm là phải, xác định làm là phải đầu tư thời gian, tâm huyết, công sức. Đấy, ví dụ như các bạn xác định là các bạn sẽ kiếm từ nó 30 triệu, 50 triệu một tháng. Thì các bạn hiểu là để kiếm được tiền ấy thì chúng ta phải đầu tư đúng không? Phải đầu tư, chứ không phải tự dưng mà kiếm được tiền đâu. Rồi đấy là tư duy thứ ba nha, xác định mục tiêu. Tư duy thứ tư đấy là các bạn đừng sợ mất những thứ mình không có. Cái này là một cái tư duy mà Đức đã chia sẻ trong cuốn Trước Bình Minh rồi. Bạn nào đọc Trước Bình Minh thì hiểu cái tư duy này, đừng sợ mất những thứ mình không có. Nhiều bạn bảo là em lên sợ người ta đánh giá. Em mà quay mặt em lên rồi em chia sẻ những cái kiến thức ở trên đấy sợ người ta đánh giá. Bạn đã có gì đâu mà người ta đánh giá. Mình chưa nổi tiếng mình nghĩ đâu. Nên nếu như bây giờ chúng ta mà chưa có tiền ấy, chưa có danh vọng, chưa có địa vị thì chúng ta đừng sợ gì cả. Cứ làm đi, lao vào mà làm. TikTok nó không vi phạm, làm clip TikTok ấy nó không vi phạm đạo đức đâu, nó không vi phạm pháp luật đâu. Thì cái gì mà không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật ấy, thì cứ thế mà làm. Đừng sợ người ta đánh giá. Chia sẻ với các bạn là cái ngày đầu mà Đức mới làm clip ấy, xong quay lên xong là nhảy nhót, xong mà bạn mình nó nói rất là chân tình. Nó bảo là tao nói thật, mày đừng làm TikTok nữa, trông mày như thằng điên ấy. Đấy, đến bạn thân của mình ấy, khuyên rất là chân tình, bảo mày như thằng điên ấy. Nhưng mà mình sợ gì đâu đúng các bạn. Phải có những cái ngày như thế thì mới
mình mới mới khôn ra được, mới hiểu ra được, mới biết mình sai ở đâu, mới biết cần sửa cái gì. Thế nên là bây giờ các bạn làm ấy, chắc chắn là cái lúc đầu mới làm ấy thì trông bạn nó hâm hâm ấy, trông bạn sẽ hâm hâm dở dở. Cái người ngoài người ta không hiểu, chắc chắn là người ta sẽ khuyên là thôi mày đừng hâm như thế, người ta yêu thương mình mà. Nhưng mà đừng sợ nha các bạn, cứ làm đi, cứ làm đi, rồi đến lúc một ngày mình thành công ấy thì người ta lại ngưỡng mộ mình, người ta lại hỏi làm như thế nào đấy, chỉ cho tao với. Khi mà mình giỏi hơn họ một ít ấy thì họ sẽ đố kỵ mình, nhưng mà khi mình giỏi hơn họ rất nhiều ấy, thì họ sẽ ngưỡng mộ mình. Nhưng các bạn nhớ nha, nên là cố gắng để chúng ta nâng cao cái năng lực của mình lên, cứ làm đi. Rồi cái tư duy thứ năm nữa đấy là đừng kỳ vọng vào những gì mình không làm, đừng kỳ vọng vào những gì không làm. Các bạn không đầu tư thời gian tâm huyết cho một cái clip, không đầu tư để học hỏi chính sách nền tảng, không đầu tư để xem là cái cách nào để tối ưu, cái cách nào để nâng cao cái chất lượng hình ảnh, nâng cao cái chất lượng âm thanh, nâng cao cái chất lượng nội dung, không đầu tư vào cho nó thì không có clip hay đâu các bạn, không có lượt view đâu. Đấy nên là đừng kỳ vọng vào là mình chỉ dành một ít thời gian, sau đó mình làm một clip đã up lên có nhiều người xem, không sau đó là mình bán được hàng, không có đâu. Phải đánh đổi bằng thời gian, bằng công sức, bằng tâm huyết của mình. Những cái clip mà các bạn xem trên kênh của Đức ấy, những cái tip, những cái clip viral ấy, ví dụ như là những cái tư duy là ngày nắng không năng hỏi, ngày mưa đừng mượn ô này, hay là tư duy I want này, hay là tư duy ông chủ này, hay là đừng khuyên người khác này. Tất cả cái đấy các bạn thấy nó ngắn, thấy nó hay như thế, nhưng mà để đổi ra một cái clip ngắn, một clip hay như thế, có khi là phải học mất một khóa học mấy trăm triệu thì đúc rút lại một cái tư duy như thế. Có khi là mình phải ngồi nghĩ cả một ngày để tối ưu lại là cái từ nào nên nói, từ nào không nên nói. Có khi là phải ngồi để mày mò xem là ghép cái nhạc này vào, cái đoạn này nghe nó đã hay chưa. Đấy, cái chỉnh nhạc để ghép nhạc vào clip ấy, thì có những cái đoạn mà nó rất là khớp với lại cái đoạn mà mình ngắt, mình nghỉ cái âm thanh của mình, cái giọng nói của mình, thì mình phải còn phải ghép nhạc nó đúng vào cái nhịp nói của mình nữa. Thì đấy, đấy nó là cái sự đầu tư. Đấy, nếu như mà chúng ta làm qua loa, chúng ta làm hời hợt, chúng ta chỉ bấm máy lên để chúng ta quay nói bừa một clip ấy, thì chắc chắn là cái kênh của chúng ta nó không lên đâu. Nên phải xác định đầu tư thời gian, tâm huyết, công sức. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.